Thùy Vân cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt Mỹ Television. Buổi tâm tình với nữ diễn viên điện ảnh và ca sĩ Minh Thư vừa rồi là nhạc phẩm Con Bướm Xuân mà quý vị yêu mến tiếng hát cũng như là phần trình diễn của Minh Thư. Chính vì vậy mà như là một lời tri ân, Minh Thư sẽ ra mắt cái MV này tại quận Cam vào ngày 31 tháng 3 này lúc 9 giờ tối tại khu vũ trường và nhà hàng iTango. Em có thể chia sẻ cho quý vị là cái kỷ niệm hay là những cái gì buồn vui khi em thực hiện cái MV này? Dạ, trước khi mà em chia sẻ thì cho em nói thêm một câu. Dạ, một câu là quý vị ngày 31 quý vị đến với Thư nha. Hôm đó là Thư có nhiếp ảnh để chụp hình lưu niệm với Thư với quý vị, và quý vị Thư sẽ tặng CD chứ không có mua luôn. Sướng quá vậy quý vị. Mình Thư sẽ tặng CD cho tặng quý vị và tặng MV Con Bướm Xuân khi quý vị đến với Thư ủng hộ Thư. Thực sự chị Vân, khi mà mình ở, nếu như mình mở một chỗ như là em quay cái bài này là tại Việt Nam, và thì khi mà em về Việt Nam thì lúc mà từ bắt đầu mà quay cái bài này thì nhiều cái khó khăn lắm, tại vì em ở bên này thì hai cái giờ nó khác nhau. Anh đạo diễn thì anh lại ở Việt Nam thì ngược giờ nhau, mà anh ta thì khi anh ta làm việc thì hai người chỉ có trên mail thôi, và cũng rất là khó khăn. Mà khó nhất là khi mà em về Việt Nam để em quay á, và em chỉ có 2 tuần thôi, và em chỉ có 2 tuần về Việt Nam thì lúc đó thì em phải chụp hình và em phải tập với lại vũ đoàn. Và thì chị Vân cũng biết là tập với vũ đoàn quyên một bài luôn chứ không phải là từng khúc nữa. Và quyên một bài thì đối với, mà không phải là ngày nào cũng tập, thì em phải chia ra, thì ngày thì em phải đi chụp hình cho báo chí, rồi em phải phỏng vấn là trả lời báo chí, rồi rất là nhiều. Mà lúc đó thì em phải dành thời gian tập, thì em chỉ được tập đúng 6 buổi, mỗi buổi 1 tiếng. Và thì cái khó khăn là, nhưng mà em cũng may mắn là em cũng đã, nói chung là cũng trong nghề á chị, thì cũng rất là nhanh. Và thì đạo vũ công tập cho em thì cũng không là khó khăn lắm, nhưng mà cái khó khăn là em phải về tự tập và tự nhớ. Dạ, thì tại vì lúc đó là em cũng nhận show diễn ở Việt Nam nữa, và cũng nhớ nghề, cho nên là khi mà về lại diễn lại ở Việt Nam thì thấy khán giả Việt Nam rất là còn yêu mến em, và họ mong muốn là em quay lại về Việt Nam để đóng phim. Nhưng mà thực sự thì chị biết một cái bộ phim mà mình đã quay á, ít nhất là 2 tháng là phim. Đúng lẻ rồi. Là phim một tập thôi, còn phim bộ thì phải ít nhất là 3 đến 4 tháng khi mình đã tham gia rồi. Mà nếu mà em bỏ như thế thì công việc em không bỏ được, là vì ở đây thì em còn phải đi học, và em còn phải đi học tiếng, rồi em phải đi học lớp diễn xuất, rồi ngoài ra thì em cũng còn có con nhỏ, nên con của em thì được 8 tuổi. Và thì ở Mỹ thì chị Vân biết đó, cái gì mình cũng phải làm hết, và đưa đón rồi lo cho bé. Và cho nên là cái thời gian em không có, nhiều khi cũng nhớ nghề lắm, cũng nhớ đóng phim lắm, cũng nhớ khi mà thấy các bạn mà up mình lên Facebook á, thì thấy đóng phim thì em cũng hơi nhớ, cũng hơi buồn tí. Nhưng mà đổi lại á, là em được vẫn hoạt động nghệ thuật ở bên đây, mình không đóng phim nhưng mà vẫn đến được với khán giả, là bằng cách là mỗi tuần em đi hát, em đi show, em đi diễn, cũng là một nghệ thuật mà em yêu thích và đam mê. Đúng rồi, thưa em, thật sự thì là một người nghệ sĩ, nhất là đối với chị cũng là một người phụ nữ như em, thì đến một lúc nào đó chúng ta phải tạm gác lại cái niềm đam mê của mình, cái hoài bão của mình, để mình thu vén cho cái gia đình. Dù sao thì mình vẫn là người phụ nữ, nhưng mà ngược lại mình lại có những niềm vui khác. Và người khán giả thì chắc chắn là những cái hình ảnh mà những cái nhân vật em đóng qua 80-90 bộ phim thì nó luôn luôn nằm trong lòng khán giả. Dù em không còn diễn nữa hay là em sẽ diễn một vai rất là ít, nhưng mà hình ảnh Minh Thư thì lúc nào cũng là quý khán giả yêu. Như vậy thì trong bao nhiêu bộ phim như vậy, em thấy là đó là cái mà khán giả thích em qua cái hình ảnh gái nhảy. Nhưng mà đối với em thì em thích cái vai đóng nào nhất của em, thành công nhất của em? Chị biết sau cái phim Gái Nhảy là một cô gái ăn chơi rồi rồi uống rượu hút xích này kia rất là nhiều. Rồi trong Blue Trắng thì em lại một người mà nữ doanh nhân rất là giỏi,
là cửa hàng buôn bán hột xoàn to to đi ra hơi rồi hút thuốc này kia, nói chung là ấy, rất là sành điệu. Nhưng sau phim đó thì em lại được vào một cái vai là ngược lại hoàn toàn, đó là cô giáo. Cô giáo thì mỗi lần mà em mặc áo dài mà làm cô giáo thì cô giáo thiệt đi ra thì cô giáo giả đi vô, chị quay trong một cái trường học á chị, thì bà cô giáo giả đi vô là trời ơi, mấy mà, lúc là như em đóng cái vai là dạy mấy em học sinh lớp 12 dạ, mà toàn là mấy em nam lên xin ký xin chữ ký cô giáo không à. Dạ thì sau đó thì em phải đóng những cái phim lại là phim cũng khóc lóc nữa, nhưng mà sau đó người ta nói thôi đừng khóc nữa, Thư ơi đừng khóc nữa, trời ơi sexy đi, khóc hoài chán quá à. Đó đó chị, nên sau đó thì em cũng đóng những cái phim như là Chuông Reo Thì Bắn, phim nhựa luôn, rồi Lấy Vợ Sài Gòn là phim hài. Mà đặc biệt chị Thùy Vân, em lại thích phim hài. Dạ em thực sự thì hồi xưa giờ em thể hiện nhiều vai lắm. Dạ vai nào em cũng thể hiện, những nhân vật nào em cũng có đóng qua. Dạ thì em lại thích đóng phim hài hơn, vui hơn. Dạ như cái phim mà Thời Vi Tính hay là Lấy Vợ Sài Gòn, những cái phim đó thì em lại thích hơn lại. Nhưng mà những cái phim đó thì nó chỉ vui thôi. Thì còn mà phim mà nội tâm thì có những cái phim như là dù là Anh Em Nhà Bác Sĩ, là em cũng đóng vai một cái cô gái mà nuôi trẻ mồ côi tại một cái trường Thủ Đức. Dạ mà đúng rồi, cái vai này lại là vai một cái vai giống như em nữa, là buổi tối đạp xe đạp đến đi hát ở mấy phòng trà để kiếm tiền về nuôi trẻ mồ côi. Dạ đó, một cái vai là giống em. Dạ một cái vai thì nói chung là như là em vai nào em cũng đóng hết rồi, vai hiền, vai ác, vai phản diện, vai gì, vai hài cũng dạ, vai hài em cũng đóng hết. Nhưng mà đến khi bây giờ thì như là em thích đóng phim vui vui hơn. Dạ vì gì đóng phim buồn á, khóc hoài mệt quá à. Dạ rồi trở lại với lại cái MV vừa rồi. Thường thì ca sĩ ra mắt CD thì cũng mong là quý vị mua vé ủng hộ rồi bán CD, em lại tặng hết rồi lấy gì em lấy vốn để lại. Dạ thì có nhiều người họ cũng bạn bè họ cũng nói là họ cũng đến ủng hộ em. Nhưng thực sự ủng hộ tinh thần rất là quan trọng. Và em nhìn thấy khán giả hoặc là bạn bè mà đến cái show đó của em đông mà vui thì em nói em tặng hết rồi. Thì cái nói như tặng, nhưng mà nếu mà ai có lòng hảo tâm mà donate lại, sponsor lại cũng được phải không? Giống như là giống như em mà giống như lên sân khấu mà mình thấy khán giả mà vỗ tay nhiều quá là bao nhiêu bài cũng hát, đúng không chị? Như vậy thì em ở đây với một cái khoảng thời gian mới và phải là người mẹ trông con và cuối tuần thì đi hát. Em có những cái khó khăn gì và em muốn chia sẻ với lại quý khán thính giả để ủng hộ em? Mới đầu thì khó khăn của em là em mới quá, em không biết gì hết. Thì ai cũng bắt đầu một cái cuộc sống mới đều như vậy, em đều biết điều đó. Nhưng mà với em thì giống như ở Việt Nam mình được mẹ chiều, nhà thì có người giúp việc, không đụng đến một cái gì hết. Nhưng mà qua đây thì hoàn toàn mình phải làm. Thì tất nhiên là người phụ nữ nào ở thế kỷ nào, ở thế hệ nào hoặc là ở đâu cũng phải biết đến nội trợ, biết đến nấu ăn. Nhưng mà tại em là được mẹ thương, mẹ chiều thì ở Việt Nam không cần phải làm. Thì qua đây là coi như là hụt hẫng hết, không biết làm hết, coi như là rất là vụng về. Rất là đó là khó khăn riêng em thôi. Và còn khó khăn nữa là có nhiều khán giả thì họ chưa biết em, và họ chỉ biết em là thì nghe nói là diễn viên, nhưng cũng như chị thì họ cũng ít có coi phim Việt Nam. Nhưng mà cũng có nhiều khán giả biết em tại như đi Phước Lộc Thọ rồi đi ăn ở những cái tiệm Việt Nam thì họ cũng nhận ra em là diễn viên Việt Nam. Thì cái điều đó thì em rất là hạnh phúc, bởi vì mình đi một nơi rất là xa mà mình vẫn còn có những khán giả mà nhớ tên mình và hỏi là phải diễn viên Việt Nam hay không, tại Việt Nam qua phải Minh Thư hay không, thì điều đó là em cũng rất là hạnh phúc. Và như vậy thì trong cái đêm 31 tháng 3 này em ra mắt cái MV đó, chắc chắn là bài Con Bướm Xuân là phải trình diễn live rồi. Nhưng mà em sẽ có những cái gì đặc biệt trong đêm đó và có những cách mời nào đặc biệt mà em muốn ra cho khán giả biết để cùng vui với em? Dạ
Dạ, khách mời đặc biệt bên cạnh em chính là chị Thiều Vân. Dạ, thì hôm đó em có mời anh Tuấn Vũ và ca sĩ Nhật Lâm. Dạ, anh Tuấn Vũ và ca sĩ Nhật Lâm có giúp em thu một cái CD nhạc nhạc chữ tình. Dạ, thì em cũng thử sức mình thôi, em cũng đang làm cái CD mà CD đó thì đang thu ở tại Mỹ. Dạ, thì được anh Tuấn Vũ với anh Nhật Lâm giúp em thu song ca với em, thì hôm đó cũng có hai anh. Và ngoài ra thì em mời cũng rất là nhiều, như em ca sĩ Khánh Anh, Khải Anh, rồi chị Kha Hồng Dung Nhung, rồi nói chung là anh Hoàng Hiệp, nhiều người cũng nhận lời sẽ đến với em, nhưng mà ví dụ như họ sợ có show hoặc là có công việc thì họ không đến được, thì mình em không dám chắc chắn. Và thì mấy anh chị nghệ sĩ thì hứa đến và để chúc mừng em, như chị Phương Trinh là chủ ở iTango là chị có mặt rồi. Và chắc chắn rồi, sẵn em nói đến iTango thì quý vị ơi, không những mà quý vị đến để xem phần trình diễn của nữ ca sĩ diễn viên sexy Minh Thư cũng như tất cả chị em thương yêu khách mời của Minh Thư, nhưng mà quý vị có thể thưởng thức những món ăn rất là đặc biệt của iTango. Thì Vân là một trong những người rất là thích ăn, đặc biệt là hải sản đứt lò. Cho nên là nếu mà quý vị vừa xem nhạc Minh Thư hát nhảy rồi, quý vị cũng có thể nhảy và quý vị cũng có thể ăn những cái món ăn rất là đặc biệt ở nhà hàng. Rồi cái gì nữa em là thì em sẽ có được đặc CD biệt tặng CD với tặng MV của em, và chắc chắn là quý vị sẽ không thất vọng nếu mà quý vị hôm đó đến với lại Thư. Và đây là cái poster mà em mặc bộ đồ này, nhưng mà không phải là bộ đồ này mà hôm đó sexy hơn. Bộ đồ này là để chụp backdrop đằng sau, và thì sau đó thì em sẽ bắt đầu 9:30 là em sẽ lên show và phải một bộ đồ nhưng mà ngày hôm đó là em hát bao nhiêu bài tất cả? Em thì em dự định là hát, ví dụ em phát cái bài MV thì phát cái bài đó xong thì em phải nói lời cảm ơn là tại sao em quay cái bài đó. Thì sau đấy thì em sẽ hát live cái bài đó. Tại vì khán giả thì thích em hát live bài đó lắm. Thì em sẽ hát bài đó, thì là bài đó thì là bài chính, nhưng mà sau đó thì em sẽ hát những cái bài remix như bài Duyên Phận. Nhưng mà em hát nhạc techno cho nó sung. Rồi như những cái bài mà quen thuộc của em trong CD của em như Nước Mắt Pha Lê hoặc là bài Ngỡ. Và rồi những anh chị nghệ sĩ cũng có nói là sẽ lên tặng cho em, cho nên là hôm đó em hy vọng là một cái đêm mà em sẽ rất là nhớ, và em sẽ lưu lại. Và nói chung là ở Việt Nam thì cũng đang chờ cái đêm này của em. Bây giờ vừa rồi là cái đêm là của em có báo chí ngày hôm đó không? Thì ở Việt Nam thì hôm mà đêm của em ra thì hôm đó là đêm của em ra mắt thì hôm đó là trên 30 báo. Thì họ đi báo rất là nhiều, rất là nhanh. Quan niệm sao là họ đăng báo cái đêm đó em ra mắt MV. Nó thực sự thì em cũng rất là vui. Thì hôm nay thì mọi người cũng chờ là để họ có tin tức để họ đi là họ sẽ là Minh Thư ra mắt MV tại Mỹ. Chị xin chúc mừng em, và đồng thời là chị mong rằng CD mà em đang thực hiện là chắc là nhạc phẩm Bolero sẽ được thành công và một ngày nào đó cũng sẽ được ra mắt, và chị cũng sẽ là người tâm tình với em để gửi những cái lời chia sẻ đến quý vị, mong quý vị đến ủng hộ. Tuy nhiên là quý vị hãy đến để mà ủng hộ cho Minh Thư vào ngày 31/3 này 9:00 tối để quý vị chụp hình để lên báo để có được cái MV mới nhất và cái MV trước CD, nữa CD nữa của Minh Thư, và đặc biệt hơn nữa là thấy Minh Thư bằng da bằng thịt hát quậy như thế nào. Thì Vân cũng thấy là Minh Thư rất là sexy, rất là sống động trên sân khấu dù bất cứ nơi đâu cô xuất hiện. Như vậy thì cái lịch diễn của em nó có hiện tại thì em đã thoải mái nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó chị Vân cũng phải hứa đến nha. Hôm đó là thứ sáu cuối tuần. Thì em cũng mới từ Việt Nam bay sang được gần 2 tuần. Vừa rồi thì em về em cũng ra mắt á chị Vân.
Thì sau khi mà thì tháng tháng 5 em cũng có tham gia một cái chương trình thi hoa hậu tại Florida. Và là tháng 5, đầu tháng 5. Và em cũng được mời thêm một cái chương trình thi hoa hậu tại Dallas. Và thì em diễn chung với mấy cô hiệu hậu không biết. Hồi hộp quá. Nhưng mà chị tin chắc rằng với cái sự sắc sảo của em thì em chắc chắn sẽ lúc nào cũng là hoa hậu trong lòng mọi người. Hơn nữa là em cũng đã từng là hoa hậu điện ảnh rồi. Mà hoa hậu điện ảnh thì chắc chắn là không những ảnh ảnh mà là còn biết diễn xuất nữa. Thì hiện tại em vẫn học diễn xuất với lại trường Mỹ hay sao? Dạ, em cũng đang cũng đang dự định đó chị. Thì em cũng nghĩ là thôi để mình làm xong cái đĩa CD thì lúc đó mình bắt đầu tập trung vô việc học luôn. Chứ thực sự thì em học đang học tiếng Anh ở đây mà em cứ bị nghỉ hoài. Biết thầy giáo thấy ghế của em trống là biết rồi đó. Mà thầy giáo em lấy tên là Thư Nguyễn, mà thầy giáo biết em, cô giáo biết em nên cô giáo biết toàn là đọc là Minh Thư không à, chứ không đọc Thư Nguyễn. Và mà thầy giáo ở trường thì rất là con thông cảm cho em, bởi vì biết em là rất là bận rộn nhưng mà thấy năm về nhiều quá nên em nghĩ cái mỗi lần mà em bị nghỉ là em vô phải làm bài kiểm tra lại hoài à. Và cho nên là em nói là để em xong xuôi, sắp xếp xong xuôi hết rồi bắt đầu em mới tập trung vào việc học cho nó xong luôn. Dạ, chứ em thấy năm mà bạn em lên lớp mà em có ngồi tại chỗ. Như vậy thì nói đến đời sống tình duyên thì em nghĩ như thế nào? Thường thì là diễn viên mình đóng những cái vai, nhất là những cái vai phản diện, rồi nhất là gái nhảy nữa, thì em có gặp trở ngại khi mà em yêu một người nào đó, hoặc là gặp những trở ngại về gia đình của đối phương không? Dạ. Thì lúc mà em mới vào nghề đó chị, thì lúc đó em chỉ đóng áo bà ba này kia thôi. Thì sau đó thì em cũng được mời đóng những cái vai mà có hung chút gì đó kiểu gì. Mà lúc đó hình như là mới có 19 tuổi 20 thôi. Và thì cũng hơi ngại. Thì sau đó thì em bắt đầu em mới được đóng thêm phim này kia, bắt đầu nhiều phim. Bắt đầu có những cái cảnh mà nóng chút xíu đó. Và thì thực sự thì lúc đó thì mấy năm đó thì bắt đầu em mới có bạn trai. Thì lúc em cũng nghĩ rằng á, khi mà bạn trai mà quen em thì lúc đó là em đã vào nghề rồi. Thì chắc chắn là họ sẽ thông cảm công việc, và em cũng nói trước, em cũng chia sẻ với anh là công việc của em là như vậy. Thì có thể trên phim em có thể hôn nhau, rồi nắm tay, rồi có thể như là như cái phim Cái Nhảy, phim Cái Nhảy 2 là em đóng vai người yêu, vợ sắp cưới của anh Quang Dũng. Có một cái cảnh là chỉ có em và ảnh ở trong phòng, là lúc hôm đó là mướn khách sạn ở New World. Thì một cái khách sạn đó là em là phải không mặc, giống như trong cái phim này em không mặc gì hết. Dạ, nhưng mà ngoài thì có. Dạ, thì em và ảnh chỉ có hai cái cảnh đó thôi. Thì hai anh em thì rất là ngại, tại vì lần đầu tiên đóng phim mà cũng không có thân thiết với nhau nữa, nên là hai người cũng những cái cảnh đó là thường phải ngồi với nhau. Và ngồi với nhau cũng mà em cũng không hiểu sao nữa, nhưng mà giống như khi mà lên cái rất có nhiều, thì khi mà nhập vai thì nó khác gì, còn khi mới bắt đầu mà đạo diễn kêu là tập á thì ngượng lắm. Tại vì tập thì phải giống như thiệt, chỉ trừ khi khóc thôi là không được khóc thiệt. Thì lúc mà tập những cái cảnh đó là mình phải cảnh hôn, hoặc cảnh mà em với anh Quang Dũng ở trên cái giường thì mình phải tập thiệt hết, là không còn cái gì trên người hết. Thì ngại lắm chị ơi. Dạ, nhưng mà lúc đó mình là nghề rồi, mình vô máu mình rồi, mình cũng không còn nữa. Nhưng mà nếu lúc đó thì bạn trai em rất là thông cảm, bởi vì đó là phim và không phải là em, bởi vì anh ta chấp nhận khi mà yêu một người làm diễn viên, đóng tất cả nhân vật, những phim. Có những cái phim mà có những cảnh hot như vậy thì mình phải chấp nhận thôi. Và đó, và mà đến mà em nghĩ đóng phim đó xong cái cũng chia tay luôn. Cho nên chưa chắc. Em biết lý do vì sao. Em nghĩ là cái đó nó là ảnh thông cảm. Yeah. Nhưng mà nhiều khi ảnh thông cảm miệng thôi, nhưng mà trong lòng ảnh cũng rất là ấm ức. Giờ không biết phim đó hết duyên hay sao. Phim nó hết phim nó cũng hết hết duyên luôn. Dạ dạ. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà cho em có một cơ hội trở lại, em vẫn muốn làm diễn viên hay không? Dạ, em vẫn muốn làm diễn viên. Diễn viên cực lắm chị. Dạ.
Nhưng mà mình được sống với nhân vật mà mình thích đó chị. Và buồn vui, nên là em vẫn chọn cái con, em vẫn chọn đường là em sẽ làm diễn viên. Và em nếu được đóng những cái những bộ phim đã qua rồi thì em sẽ đóng tốt hơn. Cảm ơn em ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với Việt Mỹ Television cũng như là tất cả quý khán thính giả gần xa. Chúc cho Minh Thư một đêm thành công ra mắt MV Con Bướm Xuân tại khu vũ trường iTango vào 9 giờ tối ngày 31 tháng 3 này tại quận Cam này. Cũng như nếu quý vị nào mà không ở quận Cam, quý vị cũng có thể email cho Minh Thư để mà mời Minh Thư đi những cái event của quý vị, làm ca sĩ, làm khách mời vân vân và vân vân, cũng như quý vị bầu show ủng hộ cho Minh Thư để lúc nào cũng có ngọn lửa đam mê nghệ thuật ở trong người của mình. Và một lần nữa em có vài lời với khán giả trước khi mình chia tay. Em rất mong quý khán giả tại Mỹ, ở những tiểu bang khác, ví dụ gửi tin nhắn cho em, những gửi những cái lời mà hỏi thăm nhau. Em cũng rất muốn giao lưu những cái khán giả ở xa, không phải là tại Cali, thì email cho Thư là minhthusexy minhthusexy@yahoo.com quý vị. Có cỡ không nhau nữa. Dạ, Minh Thư sẽ sẵn sàng trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Và còn khán giả quý vị mà ở tại Cali thì rất mong quý, được gặp quý vị vào ngày 31 này. Một lần nữa thì Vân xin gửi đến quý vị một MV của Minh Thư như là một lời cảm ơn, một lời tạ ơn, và hẹn gặp lại quý vị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ước Hẹn Một Chiều Đông. Còn chỉ nhớ thương, đành bỏ sau lưng bao ước hẹn nồng nàn. Ta bơ vơ trong chiều đông buồn xa, còn chờ anh mà cứ mỏi mòn. Người đã đi rồi, còn chỉ ngóng trông tình vẫn quanh đây, tan giấc mong đêm dài. Ta chơi vơi nghe niềm đau heo.
nghìn vui hay vẫn mãi âu sầu? Có biết chăng nơi này ta nhung nhớ, mong người về nối lại tình xưa. Người tình hỡi ra nơi phương nào, đã nghìn vui hay vẫn mãi âu sầu? Có biết chăng nơi này ta nhung nhớ, mong người về nối lại tình xưa. Còn đó ân tình trao dâng mắt môi, anh nỡ quên sao bao kỷ niệm ban đầu? Ta mong anh luôn bình yên chốn này, còn mình ta lặng lẽ bên đời. Ta mong anh luôn bình yên chốn này, còn mình ta lặng lẽ bên đời.